Mình phải đi chặt ít gỗ về xây nhà mới được. Ôi rồi ôi, cái gì xung quanh thế này? Hãy cùng Lucas làm 7 búa thô nào. Đầu tiên thì các bạn đào 3 ô từ ngoài cho tới gốc cây và sâu xuống 2 block. Tiếp theo thì các bạn sẽ đặt một cái cần gạt ở dưới cái gốc cây và bật nó lên. Cùng với đó là các bạn sẽ đặt một cái máy phát tín hiệu và một cái tay kéo đẩy. Các bạn đừng quên đặt khối tinh năng nữa nhé. Các bạn sẽ lắp khối cỏ lại và sau đó sử dụng bộ thu tín hiệu ở trên các máy bán. Trong những cái máy bán thì các bạn sẽ đặt thêm búa của thô vào trong đó. Nếu muốn máy bán mạnh hơn thì mọi người hãy like video này nhé. Và cứ thế cứ đặt những cái máy bán xung quanh cái cây mà các bạn muốn làm bẫy. Như vậy là xong rồi. Chúc các bạn thành công.